Hello các bạn. Hồi chiều này á, mà mình đi lấy cái xe mình sửa đó. Xong mày trong khi mà mình đến cái chỗ sửa xe thì có nghĩa là người ta sửa xe cho mình xong là mình đến tất cả đã xong hết rồi. Còn nếu mình có thắc mắc gì á thì người ta chỉ đứng ở bên ngoài xe của mình ha, mình mở cửa kính xe xong rồi người ta chỉ cho mình làm thôi. Chứ người ta cũng không vào trong xe của mình nha. Đó, rồi tất cả mọi người thì mình thấy họ có đeo bao tay, rồi nói chung là họ cũng cách xa mình khoảng 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 6 feet á, chứ họ không có như mọi lần là kiểu như là đứng mà mình muốn gì là họ sẽ nói chuyện. Thì trên đường mình về đó, mình ghé Costco, thì Costco bữa nay nha họ rất là cẩn thận, có nghĩa là những cái xe đẩy xe mà mình đẩy vào trong Costco để mình mua đồ đó, khi mà họ 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 đeo bao tay xong họ đẩy cái xe đó về một cái chỗ để xe đó, thì một người đứng vào mà họ đeo một cái bình xịt giống như là cái bình xịt giống như mình xịt thuốc sâu vậy đó, thì mình cứ tưởng tượng cái bình xịt như này, thì đó là cái thuốc mà sát trùng nha các bạn. Họ xịt thật sự nha, xịt giống như là họ xịt phun ra nha, phun ra chứ không phải là mình chỉ giấy lấy cái giấy lau như mọi lần đâu. Khi họ xịt ướt cái xe rồi xong họ đẩy vào trong Costco nha, chứ không phải là họ để ở ngoài cho mỗi người tự động rờ tay vào lấy đâu. Mỗi một người đi vào trong á là cái một người lấy một cái xe, thì khi mà mình đến tới nơi mình lấy cái xe thì có một người cầm một cái khăn, thì cái khăn đó cũng là họ nhúng vào cái nước sát trùng luôn, họ lau một lần nữa cho nó khô cái tay để mình cầm á, rồi bắt đầu mình mới đẩy cái xe vào để mình đi mua đồ. Đó, thì còn khi mình ra mình tính tiền ha, khi mình ra mình tính tiền á, đồ mình để xuống mình để ở như ngay cái đồ mà cái băng chuyền á, họ đi tới để mà họ họ cầm họ tính tiền xong gì, thì cái đồ mình vừa đẩy xong là có một cô cầm một cái bình xịt, cái bình giống như là mình xịt kiến vậy đó, đó xong rồi cô cũng xịt xong rồi cô cũng lau đi xong rồi nó, xong rồi cái người khác lại để lên, bắt đầu cố lại đi tới cố lau tiếp để lên, khi mà cái băng chuyền nó chạy xong một cái là người ta sợ cái băng chuyền là nó còn cái vi trùng khi tay người ta đụng á, nó bắt đầu cố lại lau nữa, rồi ra cái chỗ tính tiền nha, ra cái chỗ tính tiền đó thì bây giờ nó có một nguyên cái miếng kính nó che xuống như nè, nó che xuống cách ly với cái người trả tiền và cái người tính tiền là được cách ly với nhau, là không 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 có nói chuyện mà có thể là mình có thể bắn miếng vào luôn, và vào trong trong giống như cái nước miếng của mình, có thể là mình được ngăn chặn bởi vì cái miếng kính á. Mà trên cái máy tính tiền á thì nó lại có một cái bảng là cái size á, nó là phải 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 cách nhau phải phải 6 phút nữa, lúc nào cũng nhắc nhở như vậy đấy. Thì nói chung là bây giờ rất là cẩn thận rồi. Để coi để nghe nghe kể cái này nè, đi xếp hàng. Xếp hàng á, bây giờ nói chung là đi vào trong Costco thì xe nó đẩy vào trong để là khi mà nó vào cái hàng mà nó sát trùng cái xe đẩy á, thì nó đẩy vào Costco rồi nó phải lau lại đúng không? Thì ở ngoài á mình không có cầm cái xe như mọi lần, mà mình xếp hàng, mình đi vào trong trong cửa Costco, thì khi xếp hàng đi vào đó không có đứng gần nhau nha, người ta dán một cái miếng băng keo mà nó màu vàng dán ở dưới đất luôn, là cứ cách nhau là khoảng 6 phút như vậy nè. Đó, cứ mỗi một một người là đứng ngay cái hàng ngay cái chỗ có miếng băng keo màu vàng đó, còn không có được đi tới gần mà cũng không có được đi lùi gần nữa. Và kể cả khi mình vô mình mua chẳng hạn như là cái chỗ mà nó bán fast food, là nó bán pizza nè, rồi nó bán hot dog nè, rồi nó bán như là ice cream rồi nước uống thì cái nọ đó, thì cũng xếp hàng y chang như vậy đó, xếp hàng y chang như vậy, cũng phải đứng cách xa nhau, và nó cũng dán cái thép ở dưới màu vàng ở dưới để cho mình đứng cách xa như vậy đó. À, bây giờ thì đi ra ngoài đường á thì để mình nói Costco bây giờ nó hết Costco đó nha. Costco thì rất là vắng, vắng lắm nha. Nhưng mà khi mà người ta đi vào trong Costco đó thì mỗi một người người ta tự động người ta cách xa nhau ra. Thí dụ như mình thấy cái người ở đằng kia đang đi tới thì mình nên đi quẹo ở chỗ khác, chứ mình không có, thí dụ mình thì không có đi tới gần người ta làm gì, người ta đang lấy thịt chỗ này thì mình tới góc đằng kia mình lấy. Thì ở trong Costco bây giờ cũng vắng lắm các bạn ơi. À, những cái đồ gì mà người ta cảm thấy là không còn nữa ở trong kho đó thì họ cũng viết ra một cái bảng ở ngoài, họ cho mình biết là những cái món đồ đó không còn nữa để mình khỏi phải vào.
Đấy. Nếu mà cái người nào mà có nhu cầu mua những cái gì đó mà ngoài những cái món đồ hết như vậy á, mình cảm thấy mình cần những cái món đồ khác á, thì mình có thể vào trong mình mua. Còn người nào mà mua những cái món đồ mình thấy là cái bảng nó ghi là hết rồi, thì mình cái nhu cầu của mình chỉ cần những cái món đồ này mà nó hết rồi thôi, mình khỏi cần phải vào, nó hay chỗ đó nữa. Đấy, thì còn đi ra đường, ra đường á thì nói chung là vắng lắm, vắng. Mấy bữa trước mình đi ra ngoài đi ngang cái công viên thì thấy còn nhiều người nha, nhưng mà bữa bữa nay thì nói chung là biết sợ rồi. Bà con cũng không có ra đường nhiều, rồi ở như ngoài công viên cũng vắng người lắm, chỉ thỉnh thoảng thấy là người ta đi, nhưng mà người ta đi cách rất là xa. Đấy, thì có rất chi là nhiều người á coi tin tức của Mỹ á, thì ở trên tin tức ha, nó có một cái tin tức là nó chiếu một cái cảnh ở như ngoài đường, thì ở chính giữa cái đường đi á, họ để nguyên một cái quan tài màu trắng, thì trên cái quan tài đó họ viết một cái miếng giấy bự cỡ này nè, họ họ nói là ở nhà thì là an toàn, mà nếu ra ra đường mà không có cái việc gì mà ra đường đi chơi mà tụ tập này kia nọ thì đi vào trong quan tài đó nằm. Thế thì đấy là một cái hình thức người ta nhắc nhở mình, tại vì kêu gào nhiều quá mà nhiều người á, thì nói chung là có rất chi là nhiều người á, họ họ nghe giống như là họ không nghe vậy đó. Mấy bữa trước thì ở biển rất chi là đông, rồi ở công viên cũng rất chi là nhiều người đó. Nhưng mà những người mà họ bệnh, họ lây qua người này lây qua người kia, thì nói chung là nếu mà tất cả mọi người mà cứ đi ra đường mà không có chịu cách ly để ở nhà thì cái tình trạng mà lây nhiễm nó sẽ không có chấm dứt, nó không chấm dứt đâu các bạn ơi, đúng không? Đó, thành thế ra là người ta làm bằng mọi hình thức để mà người ta kêu gào tới mức độ tới ngày hôm nay mà người ta đưa cái quan tài ra ngoài đường, người ta để luôn là các bạn biết rồi đó. Nhưng mà ở nơi nào có bệnh thì người ta chỉ báo là một cái thành phố đó có, rồi cái quận đó có thôi, chứ người ta không có nói chính xác là ở đâu, bởi vì người ta đó là một cái sự tế nhị. Ra chợ cũng vậy nữa, mình cần thiết lắm thì mình mới ra chợ, còn không cần thiết thì không có, mình không có nên đi, không có nên đi. Bởi vì ngày xưa đó đi ra shopping hay đi này kia thì nói chung là rảnh rảnh thì ghé vào một chút, nhưng bây giờ có rảnh cũng không có dám ghé nữa. Bữa nay là tại vì mình bắt buộc phải ra đường, vì sao, vì là mình có cái xe đó đi ngoài, mình bị giống như là mình đụng vào cái thềm của cái nhà thờ đó, nó bung cái xe lên như vậy nè, xong bắt đầu nó rớt cái bùm xuống như rớt trên không đó, thì ở dưới cái của mình nó bị cái gì, nó bị lủng cái gì đó không biết nữa, mà đại khái là cũng phải trả rất là nhiều tiền, nhưng mà mình đã giống như là mình claim với insurance đó, thì insurance nó trả cho mình được hai phần, mình chỉ trả có một phần thôi. Đấy, thì bữa nay là bắt buộc là mình phải đi lấy cái xe, bởi vì họ sửa xong họ gọi là mình phải đến lấy, thì mình mới phải ra đường thôi, chứ đúng ra cũng không có dám ra đường. Nhưng mà trên đường đi thì lỡ đi rồi, thấy không, thì mình cũng ghé vào trong Costco để mua mua thịt bò, rồi mua mua ít giống như là rau á, rau giống như mình ở trong Costco thì biết là rau thì nó không có phải là nó có rau giống như của rau Việt Nam, nó chỉ có là đậu đũa, đậu que nè, rồi xà lách nè, rồi rau cải nè, rồi măng tây đó, chứ thì mình cũng vào mình lấy bịch măng tây. Còn nha các bạn nha, ở Costco đó, để nói lại cái phần trong Costco để mình mua đồ nha, thì ở trong Costco bây giờ đó, nói chung là theo cái thị hiếu của người Việt Nam, bây giờ giống như là mình qua đây rồi, mình ở mình trở thành một cộng đồng rất là lớn mạnh rồi. Con cái của mình lớn lên rồi, cũng lấy vợ lấy chồng rồi, sanh con sanh cái rồi, nói chung là cái cộng đồng Việt Nam rất là đông ở đây rồi, tại mình sanh sôi nảy nở đó. Thì bây giờ đồ Việt Nam nó đã vào trong chợ Mỹ rất là nhiều nha các bạn. Bằng chứng là bữa nay mình đi á, mình thấy là có dừa tươi nha, họ nhập dừa tươi về họ đem vào đó họ bán nha. Rồi còn có thanh long, là thanh long vàng cũng có nè, thanh long đỏ cũng có nè, nhưng mà cái thanh long đỏ mình rất là thích ăn mà nó mắc quá, 11 đồng mấy chục xu á, mình quên rồi, đại khái là mình nhớ là 11 đồng, mà 11 đồng mấy chục sen á, một phao. Thì hỏi chứ mình mua một trái thanh long á, nó nhiều khi một trái nó tới hai phao mấy nè, thì thành thử nó gần 30 đồng một trái thanh long, làm sao mà ăn nổi đúng không? Đấy, thành thử ra là mình không có mua. Đấy, thì bắt đầu mình sẽ ăn dâu cho các bạn
bạn ăn nha, mời các bạn ăn dâu nha. Chúng thôi mình để đến giờ mình nói chuyện mình cũng chảy nước miếng rồi. Để mình mà ăn dâu á, các bạn ăn với cái này thì rất là ngon nè. Nó béo mà nó lại ngon nữa. Đấy, để mình lấy ra. Rồi, chảy nước miếng. Rồi, xịt nó ra. Đấy, mình xịt nó ra như vậy, ăn bao nhiêu thì mình xịt bấy nhiêu. Đấy. Đây mình lấy miếng giấy chùi đã. Rất là ngon. Mời các bạn nha. Đó, bữa nay liều mình xâm mình á, tại chẳng biết sao đi lấy xe rồi xâm mình đi vào Costco mua đồ mới có được trái dâu này, mới tươi ngon như vậy nè. Đồ Costco bây giờ nó về rất là nhiều mà đồ tươi lắm, tại vì đồ mấy bữa trước là người ta lại mua hết rồi. Bây giờ mình đi chợ đó, mình mua được đồ rất là ngon là tươi, bởi vì đồ mới mà hồi mấy bữa trước là người ta đi mua có bằng là sập sàn luôn, mua chỉ còn có kệ không. Thì bữa nay là tất cả những cái gì mà họ đem về toàn là đồ ngon, đồ tươi không à. Đấy, ngon chưa? Mời các bạn nha. Chua chua, ngọt ngọt và béo nữa. Mời các bạn nha. Oh man, ngon chưa? Ngon không? Ngon quá. Ngon thiệt là ngon. Ngon được ngon. Tại sao? Dâu thì nó có chất chua, ăn cái này nó có chất ngọt nè, mà ngọt nhẹ lắm nha, mà nó còn béo nữa. Đấy các bạn thấy không? Thường thường á mình mua một ly sinh tố ha, thì người ta hay xịt cái này ở bên trên để các mình trộn lên mình uống cái nước sinh tố. Chẳng hạn sinh tố dâu nè, sinh tố dâu với hoặc là xoài nè, là sinh tố chuối với dâu nè, hoặc là sinh tố đu đủ, sinh tố bơ đó, mà người ta xịt một miếng này lên ở trên cái ly, xong mình quậy quậy đều đều để mình uống, nó rất chi là ngon. Ngon lắm luôn. Thì mình mua, mình không muốn làm sinh tố, mình ăn thế này nè, thì cái vị chua nó nhiều hơn, thì nó rất là ngon. Với chị những cái bạn nào mà kiểu như là giống như là làm bạn với đồ chua đó thì ăn không như vậy. Còn nếu mình không có làm bạn với đồ chua thì mình nên ăn sinh tố thì nó ngọt hơn. Đấy. Đây đó. Quá ngon luôn. Ngon quá. Còn đây là bánh flan. Nhà mình á, người nhà mình ăn rồi nó ngon, nhưng mình chưa ăn, bây giờ mình ăn là mình mời các bạn nha. Ở trong Costco nó bán hình như 6 đồng mấy á, mà được bao nhiêu hũ mình cũng quên, một pack như vậy nè. Biết bao nhiêu hũ quên rồi. Đây. Rất là ngon cho các bạn. Khi mình ăn á, thì mình sẽ lấy cái muỗng á, mình xúc sâu nó xuống như vậy nè, đó là cái mình trộn lên chút xíu, đó, xúc sâu xuống thì nước nó trào lên, các bạn thấy không? Đó, mình xúc sâu nó xuống một cái thôi, thì tự động cái nước nó sẽ trào lên, rồi mình bắt đầu mình múc từ từ mình ăn. Cái caramel nó nằm dưới nè, mình muốn có cái mùi thơm á, là mình phải để cái muỗng một lần một thôi nha. Thế là từ đó cái mình múc là bắt đầu nước từ từ nó ăn, nó có cái nước caramel ở dưới nó mới ngon. Đấy. Phải nói là rất là ngon chứ các bạn. Ngon lắm. Mình á thì mình làm bánh flan cũng ngon lắm nha. Nhưng mà cái này rất là ngon. Nó ngon mà cái độ béo nó vừa phải, nó ngon lắm. Ngon ghê ạ. Ngon lắm các bạn ơi, ngon dễ sợ. Cái này trong Costco bán nha. Thiệt là ngon vậy đó. Ngon quá. Ở trong Costco bây giờ là nó có đủ thứ rồi.
từ từ mai mốt chắc thế nào nó cũng có măng cục, có sầu riêng nè, rồi có mình ước ao á, khi nào mà họ nhập được cái trái kêu bằng trái bồng bon. Rất chi là thích ăn trái bồng bon, nhưng mà ở Canada có rồi, nhưng mà ở đây thì chưa có. Thôi, à, 15 phút, 16 phút tâm sự với các bạn nha. À, mình đã kể cái chuyện ngày hôm nay mình thấy gì ở Costco, cũng như là mình ra đường mình thấy thế nào, thì mình đã tâm sự với các bạn rồi. Liều mình lắm, xâm mình á. đi ra ngoài đường ngày bữa nay, bởi vì mình rất là cần đi, mình mới phải đi thôi. Nhưng mà khi đi mình cũng đeo mask rồi, cũng mang giấy để lau tay rồi này kia. Đó. Ồ, để mình chỉ cho các bạn nè. Mình phải mang á, nếu nhà người nhà bạn nào mà có cái giấy này nè. Giấy Clorox rồi nè. Đó, mình để trên xe. Mình để trên xe một cái, để khi nào mà mình cảm thấy chỗ nào mà nó không an toàn á thì mình bỏ vào trong cái Ziploc trước khi mình đi vào chợ ha. Mình bỏ vào Ziploc mấy cái, tại Clorox này mới là cái mà sanitize, cái này là mới là diệt trùng nè. Thì mình bỏ vào Ziploc chừng một hai cái vậy đó, mình vào chợ, nhất là vào những cái chợ châu Á đó, thì mình bỏ vào đấy, xong bắt đầu mình trước khi mình vào xe của mình á, mình lau hết, rồi mình lau tay, rồi lau những cái gì hết đi. Hoặc là mình vào shopping center đó thì mình đeo cái bao tay vào, mình để một cái hộp găng tay ở trong xe đó, khi mình xài xong thì mình, nhất là khi mình lên xe đó, là mình phải dục ở bên ngoài thùng rác, xong mà mình hãy lên xe nha. Mà khi mình đổ xăng cũng vậy nữa nha các bạn, khi mình đổ xăng mình cũng phải đeo cái bao tay vào, rồi mình dục cái bao tay đi, rồi mình hẳn lên xe nha. Tại vì người ta cảnh báo rằng lây nhiễm từ những người đổ xăng nè, hoặc là những cái xe đẩy ở như ngoài chợ nè. À, cái đó là cũng là những cái mà mình đụng vào, mình không biết là những người nào người ta tay người ta có bệnh hay không. Tại vì khi người ta bệnh, chính bản thân họ cũng không biết nữa, họ cũng là nạn nhân thôi. Đấy, thì bây giờ mỗi một người như chúng ta mà mình biết được cái gì đó, mình chia sẻ ra, mình share cho nhau để mình biết, để mình bảo vệ cho mình, và mình bảo vệ cho cả bạn bè, gia đình cũng như là cộng đồng luôn nha các bạn nha. Vậy nha. À, chúc các bạn một buổi tối thật là đầm ấm, vui vẻ bên người thân nha. Ok, bye bye. Nhớ ủng hộ cho mình nha. Nhấn cho mình một like, rồi nhấn chuông cho mình nha. Bạn nào chưa biết mình á, thì nhấn cho mình một subscribe. Và mình sẽ có nhiều cái video tiếp tục nữa. Hẹn các bạn vào ngày mai nha. Ok, bye.